Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Và hiện giờ thì mình đang có mặt tại Overmall Concept ở 120 Yên Lãng. Và nhân dịp trở về Hà Nội lần này thì mình có mang theo chiếc xe của mình, chiếc Grip Zone ra đây để trải nghiệm dịch vụ bảo trì. Vì thật sự là đợt rồi mình cũng khá là bận, nên là kể từ cái đợt đi tham gia giải đua ở Hồ Lang là mình đã không có service xe, tức là khoảng gần 2 tháng rồi gì đấy. Đây là Tuấn Anh, người sẽ phụ trách xử lý chiếc xe của mình ngày hôm nay. Và hôm nay anh mang chiếc xe của anh tới đây để thứ nhất là muốn được rửa xe, thứ hai là kiểm tra bạc đạn khung và thay mỡ. Là phanh trước của anh nó cũng hơi hụt dầu, nên là anh muốn là bọn em kiểm tra và nếu cần thiết thì thay dầu cũng như bleed lại dầu phanh cho anh. Cái bánh ngoài đang hơi đảo thì có thể là kiểm tra dùm anh luôn. Được hết anh ạ. Thì cho anh hỏi là bây giờ thời gian mất bao lâu để mình có thể hoàn thành chiếc xe của anh được? Nếu mà vừa bảo dưỡng và làm tất cả mọi thứ như vừa anh nói thì mất khoảng từ 4 đến 5 tiếng anh ạ. Nhưng mà riêng xe của anh Tú thì em sẽ phải làm tầm 6 tiếng cho nó cẩn thận. Thế giờ anh muốn 3 tiếng lấy có được không? Nếu mà 3 tiếng lấy thì cũng được anh ạ. Nhưng mà xe anh bánh vẫn sẽ đảo. Thế không được rồi. Thôi thế thì bây giờ có lẽ là anh sẽ đi cà phê một vòng xong rồi chiều anh quay lại lấy nhá. Ok. Ok.
Khoảng 6 tiếng đồng hồ, bây giờ tôi đã quay trở lại Overmall Concept để nhận chiếc xe của mình. Đấy, chào chào. À, gửi anh ạ. Sạch bách. Anh kiểm tra từ đầu đến chân xem còn cọng lông nào không anh? Ây chà. Wow, xe của anh ngoài rửa ra với vệ sinh ra thì có phải bơm lại dầu không em? Dạ, có anh ạ. Phanh trước hụt khá là nhiều dầu nên là em có bơm lại một số ít dầu cho anh. Bơm lại. Vành cũng có chút đảo, em cũng cân lại hết rồi anh ạ. Tổng chi phí anh phải trả cho em là bao nhiêu? Tổng chi phí của anh bao gồm là tiền vệ sinh và bảo dưỡng tất cả bảng đạn trên xe là bao nhiêu? Là 500.000. 500.000. Phí cân vành cả bánh trước bánh sau là 200.000 nữa, kèm với việc bơm dầu là 100.000 nữa, tổng là hết 800.000 anh ạ. 800.000. Vâng ạ. 800 à? Dạ vâng. Có để chiết khấu không? Tại vì anh Tú cũng là pro rider nên là chiết khấu thêm một lần rửa xe nữa anh ạ. Được anh ạ. Bây giờ đi thanh toán á. Ok anh. Vào trong đúng không? Vâng anh. Ok.